Ông Obama đọc rap của Eminem khi vận động tranh cử cho bà Harris. Cựu Tổng thống Obama rap một đoạn trong bài Lose Yourself của Eminem tại meeting vận động cho bà Harris ở bang chiến trường Michigan. Rapper Eminem hôm 22 tháng 10 xuất hiện trong sự kiện vận động tranh cử tại thành phố Detroit, bày tỏ ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris và lập luận rằng bà sẽ bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Eminem sau đó giới thiệu cựu Tổng thống Barack Obama lên sân khấu. Phải nói rằng tôi đã tổ chức nhiều cuộc meeting nên thường không căng thẳng, nhưng bây giờ tôi không biết diễn tả cảm xúc thế nào khi xuất hiện ngay sau Eminem. Ông Obama nói trong tiếng reo hò của đám đông. Cựu Tổng thống sau đó đọc một vài câu rap trong ca khúc Lose Yourself của Eminem, nhạc phim 80 hồi năm 2002. Đám đông càng reo hò lớn hơn. Khi vận động tranh cử cho ứng viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton hồi năm 2016, ông Obama cũng nhảy theo bài Lose Yourself. Eminem, người gốc Detroit, từng chỉ trích các chính trị gia đảng Cộng Hòa. Nghệ sĩ này hồi năm 2017 công kích Tổng thống lúc bấy giờ Donald Trump tại một lễ hội âm nhạc ở Anh. Eminem năm ngoái yêu cầu ứng viên Tổng thống đảng Cộng Hòa khi đó Vivek Ramaswamy ngừng sử dụng âm nhạc của mình tại các sự kiện vận động tranh cử. Ramaswamy là người hâm mộ lâu năm nam rapper này. Ông Obama đang tích cực vận động cho bà Harris ở các bang chiến trường, thu hút cử tri nam da màu và chứng minh ứng viên Cộng Hòa Trung không đủ năng lực lãnh đạo đất nước khi ngày bỏ phiếu chỉ còn cách 2 tuần. Theo dữ liệu từ phòng nghiên cứu bầu cử tại Đại học Florida, tính đến ngày 23 tháng 10, gần 25 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm theo hình thức bầu trực tiếp hoặc qua thư. Một số bang, trong đó có hai bang chiến trường Bắc Carolina và Georgia, ghi nhận số cử tri đi bỏ phiếu sớm kỷ lục trong ngày bỏ phiếu đầu tiên vào tuần trước. Ông Trump và bà Harris nhiều khả năng sẽ tập trung chủ yếu vào hai bang chiến trường Pennsylvania và Georgia trong thời gian còn lại của chiến dịch tranh cử. Theo khảo sát mới nhất của Reuters, Ipsos, bà Harris đang dẫn trước ông Trump với tỷ lệ ủng hộ lần lượt 46% và 43% trên toàn quốc. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.